2-3 kg không đủ tiền xăng, đi thì 2 ngàn. Đúng rồi, vâng. Mà trong này không có, không đánh cá gì đâu, có biết làm gì nữa đâu dạ. Có tí ruộng đất hay. Bây giờ anh muốn đi làm mướn, bây giờ cũng ai mướn nữa. Đúng rồi. Rồi đã ai mướn cho làm được cái gì luôn. Bây giờ muốn đi làm mướn mà không biết làm mướn được cái gì, có ai mướn gì đâu mà đi. Vâng. Rồi nếu mà đi mày khơi, mày xa mà tôi không phải có giấy chứng minh gốc. Vâng, làm công ty ấy phải có giấy vâng. Dạ, mà ở đây có giấy nào mà đi làm. Nếu mà có việc mà 50 ngàn cũng làm ấy dạ. Dạ, cũng làm, gắng làm. Gắng làm cũng tiền cái bánh này cho con ăn. Rồi mà vâng. Lâu lâu cũng được nhờ dạy cái lô gạo cho con cái ăn. Gà ở đây nhiều người á, không có tiền mà cái đậu đúng. À. Nhiều khi có bữa không có 2 ngàn đi đổi một đống cho nó ăn. Cho nên anh đẹp chảnh bơm chén, nhiều khi mà thấy quần đẹp thì bò cũng có. À. Khi là bơm nước trong thùng giếng lên, dưới giếng lên uống. Còn nhiều khi mất cái giếng lên đổ đá vũ. À vậy đấy. À, như không đánh cá thì không có một cái việc gì làm đấy. À. Một lẻ nữa chứ nữa đau bệnh ra nhiều khi đau bệnh khang khang bất ngờ không có tiền trong nhà đôi 3 triệu. Đấy đúng rồi. Và cái đôi 3 triệu đây nè, em là người tiểu đường là một tháng có 40 ngàn tiền mi tiền việc thôi mà còn không có tiền. Đấy. À đây có 40 ngàn thôi à? Dạ có 40 ngàn tiền việc mà còn không có tiền uống nước. Mà không có tiền mua thuốc. Vâng. Vâng. Cho hết đi. Nhìn chung là làm gì làm vẫn phải giữ sức khỏe là chính. Yeah. Bởi vì đã ốm đau rồi là tốn tiền lắm. Yeah. Bao nhiêu tiền cũng hết ấy. Bao nhiêu tiền cũng hết nha đúng. Thì còn nó là chưa ổn định đâu nhưng mà thôi cứ cố gắng vậy. Cố gắng gọi là năm 2 năm ha. Yeah. Trước mắt là mình đã di cư về tới đây rồi mà hiện nay thì mình cũng còn nghèo cũng còn khổ nhưng mà mình hy vọng là tương lai càng ngày nó càng tốt hơn. Yeah. Chứ không phải nó xấu đi. Còn mình cứ ở bên Campuchia thì có khả năng là nó xấu đi thêm. Yeah. Và còn mình ổn định 1-2 năm bắt đầu là từ từ rồi nhiều khi mình có giấy tờ hay cái này kia mình đi làm công ty rồi con mình nó lớn dần nè. Yeah. Nó được đi học nữa, nó biết chữ rồi từ từ. Yeah. Có thể nó cũng đỡ. Biết đâu mai kia lại mấy chị ở đây lại mình là Việt kiều Campuchia rồi mai kia lại có con nó lấy gả chồng Việt kiều Mỹ hay cái gì sao. Yeah. À, đây, đây. Có không ở những cái vùng sâu vùng xa khác hay là con cái nó đi làm thành phố ấy hay nó đi ra ngoài khu đô thị nó làm thì nó cũng quen nó lại lấy chồng bên nước ngoài đầy ấy. Cũng không biết được. Cứ Khánh chào tất cả quý vị. Khánh đang có mặt ở khu vực C3. C3 là một khu vực nằm ven hồ Trị An, sâu trong rừng Mã Đà, thuộc ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Để vào được C3, mình phải vượt qua xuyên rừng Mã Đà với một con đường lầy lội mùa mưa bão, quý vị ạ. Nơi C3 đây thì có những di dân từ Campuchia họ mới về và cuộc sống của họ hầu như suốt đời chỉ dựa vào sông nước. Sông nước ở hồ Trị An mùa này là mùa nước dâng và có nhiều gió bão cho nên nghề đánh cá của họ hiện nay coi như không làm được quý vị ạ. Cuộc sống dựa vào sông nước cũng lân đân như sông nước vậy. Và vì không đánh được cá cho nên cuộc sống của họ hiện nay cũng rất là khó khăn. Cuộc sống của họ thì 3 chìm 7 nổi. Và vì sao họ lại phải vào tới khu vực này để sinh sống? Và vì sao họ lại phải từ Campuchia về? Khánh mời quý vị mình cùng tham quan một chút khu vực này. Và quý vị hôm nay mới có dịp Khánh hỏi thăm họ về cuộc sống của họ. Khánh mời quý vị mình cùng nghe tâm sự của họ về cuộc sống hiện tại của họ như thế nào quý vị nhé. Hai chú tiểu. Nay mình cắt tóc lấy cho nó luôn à? Dạ. À đấy. Hai chú tiểu. À, cháu này nó mổ tim xong bây giờ nó cũng hay khóc phải chị? Dạ, tại em còn nó mổ chưa hết chú. À vậy à? Dạ, rồi tim nó hành nó gọi là nó cứ khóc hoài vậy, nó không có tim được. Vâng. Đấy, hai anh em. Dạ. Vâng. Nhà chị vậy là mấy cháu? Em từng hết là 5 đứa. 5 đứa là hai đứa này bé nhất đấy à? Dạ. À, còn đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi đây chị? Đứa lớn tới nhất là nó 20 tuổi rồi mà nó có đầu óc nó như mình bình thường, nhưng nó khùng quá. Ủa vậy á? Dạ. Vậy là đứa 20 tuổi thì vậy, hai đứa này đều bị tim rồi nè. Dạ. Rồi bé này, còn vậy còn hai đứa bé kia thì nó làm được cái gì không? Hai đứa bé kia giờ phụ cha nó dâng lớn mà gió quá. À. Ờ vậy chị mùa này đánh cá được nhiều cá không chị? Có được chú ơi. À. Khi lộ rồi khi rồi á không có gạo ăn cho con, khi không có bánh
cho con, tiền mua bánh cho con ăn nữa. Nói chung qua dân làng như này là không có gạo ăn, nhờ sơ cho ảnh con hết được ăn tí. À như vậy là hôm qua mình xin bà sơ đó là bởi vì trong này thiếu thốn quá phải không? Không đánh được cá. Gió bão ý, không có cá hay là gió mình không dám ra biển hay là không? Nói chung là ngày hôm qua không có gì hết. Quá gió, quá gió. Ngày hôm qua là em là xin ngay ông cha luôn, hết gạo là xin ngay luôn. Rồi ông cha ông nói là đứt cái tháng 11 này bước đầu tháng 12 ông cho hai lần. Vậy đó. Rồi cái bắt đầu là sơ có thấy dân tình khổ quá, bà mở trong thơ ra là mình đã phát được một mớ. Vâng. Đó. Đấy hôm qua bà quý vị ạ, à, sơ thì ở giáo điểm cây sung mà, mẽ cây sung á. Từ hay là chỗ nào ta sơ ở đâu chỗ nào? Ở nhà thờ suối thượng đúng không? Dạ, suối thượng bữa anh thấy ký nhà thờ mà không biết là giáo điểm gì là sơ cũng xuất sơ ra Mai được. Sơ đất tên là cô Sơ Mai Trinh. Vâng, sơ cũng cho được hai mươi mấy hộ, mỗi hộ 5 ký gạo à? Dạ. À và gia đình em hôm qua là không có gạo ăn thì tình nhờ sơ đem cho đi em được. Và là em hết cho gạo em xin luôn đó. Và em cha luôn đó. Con cho cha đi, cha bây giờ. Sao chị biết cha, chị gặp cha hay là chị có số điện thoại? Không, cha đi. Cha 4 5 ngày là cha xuống đây để đợi vậy luôn đó. Một lần 4 5 ngày xuống đây. Vậy 4 5 ngày cha xuống đây có làm lễ hay gì không hay là tham quan? Ông đi vòng vòng ông coi bị mấy nhà này là cha cho. Cha đi một lần đi là có sơ. Vậy là cũng đỡ nha. Đi vô một lần cũng có sơ. Và thuốc đầu á gãi cho người ít viên vậy ạ. Tôi là bị trời nắng tới lần gì là nhất là nửa bên đầu này nè. Vâng, cái này nắng quá nè. Vậy là cũng may mắn là cha cũng quan tâm ở đây, cứ mấy ngày cha vô một lần, 4 5 ngày. Xong rồi mấy nhà hôm bữa đúng là có mấy nhà gia đình xin cha cũng cho tôn cho ấy đấy chị dạ. Dạ, ông tham quan một lần vậy đó là đi mỗi lần vô là có sơ. Vâng. Dạ. Có việc gì là sơ ghi lại hay sao đấy sơ nhớ. Bắt đầu là không có sơ, sơ có mua bánh trái gì gãi cho ít ăn, đậu bánh rồi cha vô lần nào cũng mua bánh gãi cho ít ăn hết. Vậy dạ ta. Ra vậy. Hôm qua này là hết chân gạo là liều đi xin ông cha luôn chứ không có biết mặn gì chứ. Vậy đó. Vậy mình không mùa này mình không đánh cá được cỡ là bao lâu rồi chị? Cá nó ít. Cũng như 3-4 tháng này à. 3-4 tháng. Vậy 3-4 tháng là già. 3-4 tháng là dân bảo hoài gì đó rồi đâu đi làm được đâu. Có khi lỗ xăng lỗ dầu về chứ. 3-4 tháng này là chịu chặn quậy nhờ gạo khé đòn vô lúc trước là cho là ăn mới vừa hết. Vậy đó. Thì ra là vậy ra biết trước. Và vậy là 3-4 tháng này rồi đấy, xong rồi may quá mà không có gạo xin cha đấy. Xin cha đúng không có gạo thì xin cha. Bây giờ nói đẻ thì có biết chạy xe không có xe đi. Đó nó khổ. Đấy đang bàn với cái cô này ở đây muốn kiếm ngày 50 ngàn không có tiền, không có việc. Mà đang bảo ngoài gia kiệm nhiều việc quá mà không có ai làm. Đấy. Nhiều việc quá thì không có người làm. Mà mấy không có cái gì làm. Mà mấy cô này đang bảo ra ngoài đấy thử coi hay thuê xe hay ra thuê phòng trọ mà mấy cô bảo không biết chạy xe. Biết chạy xe đạp thôi à? Xe đạp chạy. Đây khi bác thấy này, các cô trong này giỏi lái thuyền lắm. Lái thuyền thì lạng lướt ghê luôn, lạ lướt luôn. Bơi giỏi lắm đúng không? Ở đây nó cũng không có những cái vựa cá cho ta làm đâu. Thì ít việc các em, đây này mấy cái vựa đây thì cũng là ít việc quá. Ngoài bến nước cũng đầy. Phải có thì muốn cắt về nhà của em phải chứ. Cũng được. Ở ngoài bến nôm có đây người ta cứ làm vậy đây. Đấy cái việc. Có gì mà mặn lặt gì chứ. Không có cái gì để làm cái việc. Dạ không có sở giờ làm như là giỏi sở chỗ này là không có nhà được nhà. Tại vì nó xa, nó xa. Đói thì. Dạ. Vâng. Đói là sống không nổi luôn ở đây á. Chờ cắt cho ăn là sống không nổi luôn. Đấy phải sống dựa từ thiện bởi vì muốn đi làm mà không có việc. Dạ. Muốn đi đánh cá thì đánh cá ít quá thì lỗ xăng dầu. Mà muốn đi làm mướn 50 ngàn cũng chẳng ai mướn, ở trong rừng sâu quá rồi đâu có ai mướn. Mà chạy ra ngoài khu dân cư đông như gia kiệm để làm thì lại không biết chạy xe. Thôi mình tập đi, bữa nào mang vào đây một cái xe Honda hay xe đạp ấy. Lượn vòng té lăn ở đây cũng êm ấy mà, có đau đâu mà. Và một cái xe cũng dễ. Rồi cẳng lên tải hết trơn mà tổng được. Cái này là té xong rồi chân lại dí vô cái ông bồ. Bây giờ cẳng lên nát hết trơn rồi đó. Tại mà mình biết chạy nè, mình đi đường xa mình làm trai mà đứng mình hoài. Tập nó được, nó thích. Tập tí là mình biết đấy mà. Chứ như hắn thấy dễ mà tập một người dưới sao chạy tí là biết nhỉ. Đấy quý vị thấy xe chẳng chạy được cứ dí vào ống bô thử. Xin 5 ngàn nữa không mà đây có tiền đâu ra mà xin 5 ngàn. Này xin 5 ngàn à? Đang xin 5 ngàn làm gì? 5 ngàn mua bánh à? Bánh lần đó nó xin tự nhiên. Bữa nãy cho bánh để ai? Cho bánh với gói sữa rồi đúng không?
Đó, chào đây quý vị, hôm nay ngồi chơi đang ngồi giữa nắng chang chang này quý vị này, nghe các cô kể chuyện à. Nhưng mà sao mà đối với người Việt Nam là khó khăn nhất là lái xuồng với bơi lội, mà mấy cô này thì lại lả lướt quá mà xe lại à. Ở đây ấy là em đem tới 11 người lớn thì em chẳng có nhiều cho mỗi người 5 chỗ. À, cái này là của Huyền My xuất kho quý vị ạ. À, tiền em tự cho. Chị nhau đi nhá. Mấy chị wow. À, mỗi người 50 ạ. Còn đây. Này là của tiền của cô Huyền. Cô Huyền My. Một người không? Dạ. 6, 8, 11 người. À, đấy có 2 người đang ra. Đây em thấy ở đây có người đây 3 này. 6 này. Này cho người 7, 8, 9, 10, 11 này. Ông đằng sau còn 2 à. 11 người. 11 người là 550, em thắng mượn 5 chỗ à. Về em đưa. Đấy quý vị ạ, thấy tội quá. Huyền My nghe kể chuyện mà thấy khổ rồi. Thôi thì em cái này là của em ấy. Thôi thì em có tí em cho bà con. Mỗi người 50 con ít thì sao? Đây bà xã vừa biếu mỗi người 50 này, còn các cháu đây nữa, mời chào mọi người lại ra. Và anh cảm ơn đi, cảm ơn cô. Cảm ơn chú thì chúng ta tiền cả em. À đó rồi. Và nào quay đây, cảm ơn đi học sinh. Rồi 5 con nhá, mỗi con 20. Vâng, con bé này chưa có đâu. Em cảm ơn em nha. Rồi vậy đi. Vậy là cắn ban nãy cái gì ạ? Ban nãy giúp bốn bác đi kêu lòng vòng phụ cho bác tí tiền xăng là 400 này. Vừa cho các cháu học sinh lấy 100 là 5 rồi. 15 người. 15 người. Vậy đây để lấy tiền ở đây, em lấy tiền ở đây đi. Em lấy 750 đi, giúp mỗi cô bác đây 50 nữa. Ngoài phần quà mà bà xã gắn vừa biếu thì thôi biếu thêm mỗi người 50 nữa cái gì ạ? Tí quà. Mà. Thấy người ta kể khổ quá. Cho thêm cái họ cái gì ạ? Mua vé số nhiều lắm rồi mà không trúng. Quý vị này, từ lúc vô đây bây giờ quý vị có thể thấy sự khó khăn là chẳng ai đi ăn cá quý vị này. Có chợ chạm thu mua cá của anh chị trước mặt đây cũng chẳng ai đến bán quý vị này. Các cái xuồng đang để trên bánh xe hết rồi, tức là không đi đánh cá quý vị ạ. Ở cái nhà kia lần trước gió thổi cũng bay lật nóc ra luôn đấy. Nó cho chịu mày. Đây. Không có biết chỗ đi. Vâng, đây cái bác này thôi, hôm nay thiện ngồi với các chị. Quà phát xong rồi nhưng mà quý chị cứ quyến luyến cho nên ngồi đây chơi thôi, thiện cán hỏi chuyện ở Campuchia để quý vị xem nhỉ. Là đây chị đây này, chị đeo cái này đi nhỉ. Chị đeo đó đi chị. Là chị về đây được mấy tháng rồi? Dạ về cũng vào 7 tháng gì đó. 7 tháng à? Dạ, mà ví dụ như các chị ngồi đây hết này là ngày xưa là mình có ở cùng một chỗ quan dạ. Ở chung một xứ mà. Chung một xứ luôn. Tức là ngoài đấy cũng có xứ đạo hay là cùng một cái vùng thôi. Cùng một xứ, cùng một xóm luôn. Cùng một xóm trong Việt Nam mình luôn. Mà kẻ thì gì trước người gì sau. Vâng, dạ, hiểu rồi. Như kẻ vậy là gì trước một tháng, người gì sau một tháng. Vâng, như vậy là mình biết là cái xóm mình đấy bắt đầu mình thấy có những người về Việt Nam. Mình thấy người này về, người kia về, bắt đầu mình họ báo nhau dụ về đây, bắt đầu mình mới biết mình chỉ nhau để về đây đúng không? Dạ. Vậy nè anh ơi, cũng mặn cá mắm trên cam, cũng bằng cá mắm mà thấy kiểm cùng khổ khắc quá. Đi ra làm thì nó ra nó bắt bớ hoài. Không có tiền mà mình chuột có món của gì đâu mình làm tiếp tấn nữa. Vâng. Thấy cái bề khó khăn quá. Rồi bây giờ thôi, bây giờ bán nhà bán cửa được. Được. Anh là về tới Châu Đốc là được còn được 1 triệu mấy tiền miên. Dạ. Còn được 1 triệu mấy mới đổi ra được tiền việc này được 5 triệu 6. Dạ 5 triệu 6 rồi. Về tới Châu Đốc rồi. Châu Đốc Hồng Ngự á anh. Vâng. Rồi là bên đó mấy ông đó kêu
bắt cách ly. À. Và chúng em không chịu. À. Chúng em không chịu, chúng em nói đã điện bên bên này rồi, đã cũng chịu cách ly mà cách ly bên này đặng mà à. Mình đâm đầu lên mình gửi cho dòng họ cô bác. À. Để vỏ sợ ướt. À. Dạ. Cái mấy ông đó không, mấy ông đó kêu thôi bây giờ đi lên cách ly, mấy chị lên với mấy anh lên cách ly hết đi. À. Rồi đồ này tôi giữ tôi coi cho, nếu mà mắc thì tôi đền. À. Dạ, nó ngay không mắc món gì hết. Ồ, dạ. Mình để đồ ở dưới cái xuồng là khi mình đi từ bên Campuchia, mình bán nhà, bán cửa, bán những cái tài sản quý của mình đấy. Dạ. Là mình về tới giáp Việt Nam là Châu Đốc Hồng Ngự, quý vị ạ. Dạ, Châu Đốc Hồng Ngự á. Có 1 triệu ria thôi. Một dạ. triệu ria đó thì đúng là được có 5 triệu 6 tiền Việt Nam là tài sản mình tới Việt Nam mình còn dạ. có vậy. Với lại dạ. cái ghe, còn cái ghe ở dưới nước nữa. Dạ. À, xong rồi mình lên mình cách ly rồi ghe mình để ở dưới thì khi mình cách ly xong ấy thì mình không mất tiền gì hết. Còn cái ghe không. Cũng còn không dạ, mất đồ. Không mất món gì hết, đồ à. Đạc, một cái quần, một cái áo không mất, một cái chén cũng không mất. À, mơ là ngày xưa ấy, là ở Campuchia là do mình ở đấy người ta làm khó mình quá. Dạ. Đánh cá hay cái gì người ta không cho đánh hay dạ, sao? Dạ, kiểm cùng nó ra nó bắt mình lắm. Đánh lén đến nước quá. À. Giờ nó chạy về có mình cho mình đánh. À. À. Giờ nào nó thấy mình ra mình bắt đó rồi kia ở tù ở gạt cũng có. À. Nó bắt ta. Rồi nó kêu mình lấy tiền cho chuột thì mình không có tiền chuột. Nói chung ra năm nay là giờ đi nhiều là biết sao, chuyện quá khổ anh ơi. Khổ khó khăn khổ quá. Là... Khổ là không có cá để đánh hay là người dạ. ta không cho người ta... Nó là quan quyền không cho mình đánh. À. Nó không có cho mình đánh cũng như là nó lấy nước của nó lại luôn vậy đó. À. Dạ. Nó đuổi mình về nước mình ở đây luôn vậy mà à. Nó làm gì vậy đó. À. Đuổi thì nó không đuổi, nếu mà đuổi thì nó đền đòi của cải mình. Nào người ta về khỏi người ta bán của cải thì được cái của cải nó về. À. Còn nếu mà có người nào mà quyết định là không có về nó đập nhà, đập cửa tan. Nó cũng ra ghi, nó cũng ra ghi vậy của mình bao nhiêu. À. Mình lúc mình mua mình sắm bao nhiêu cũng ghi ghi bỏ đó đó. Nó ghi bỏ đó chứ nó không có đòi tiền cho mình. Ghi bỏ đó đó. Dạ, nó cũng đập tan nát của cải. Nó ra ghi mấy lần nhưng rồi. Nhưng mà là người dân nó đuổi mình chứ không phải là chính quyền đâu bảo. Không, đập nhà đập cửa. Là người dân nó bảo nó tìm dạ. mình. Dạ. Cũng như nó cũng như nó đất nước của nó chiếm đất nước miền là nó chiếm luôn vậy đó. Chứ không có phải chiếm luôn, nó đuổi mình đi luôn vậy đó. Mà nó không có đuổi, nếu mà nó đuổi thì nó đền bù tài sản cho mình. À, nó chỉ làm khó dạ. mình cái mình nó làm khó cho mình là cho mình ở không được là mình chán mình đi vậy đó. À. Mình sống không được là mình đi. Vâng, nhưng mà trước thời gian các chị về thời gian mấy năm trước thì có đỡ hơn không hay là cũng vậy? Cũng vậy đó. Không, cũng nói ngay. Mặn tháng hạn thì nước lên nó không ăn. À, cũng có thời giờ cũng có dư trong nhà 1 triệu 2 triệu cũng để nước lên cũng sinh sống được. À, nó ngay mà, dạ thì cũng chứ mùa, nói là làm giàu làm có vàng vòng đeo thoải mái không có ừ. Nó ngay đó có 1 triệu hơn 1 triệu thì để nước lên thì mua gạo mua thóc à, đường một ngọt ăn mà. Ở xứ Cam ta ít cái cấp lắm à. Lâu lâu vậy đó cũng như 5-10 tháng vậy mới cấp cho một lần là một phần gạo một thùng mì à. Một ngọt muối nó ngay đi đó có nhiều đó thôi là người miền Nam mình ở dưới này là người địa phương dưới này ta lên chảnh ta cấp là ta đi đường nước là Mạnh Thường Quân qua. Dạ à, đi đi qua thế đoạn ta đi tới đó luôn ta cách đó à, đấy quý vị ạ à, là như vậy là chị các chị đang kể là về sau này ấy, thì người dân Campuchia họ có chính sách kỳ thị người Việt Nam họ muốn đuổi về ấy, mà họ không có đuổi hẳn họ đuổi thì họ phải đền bù không có giải tỏa không đuổi đâu nhưng mà cái người dân với nhau họ cứ vào hùa họ làm khó mình đấy còn họ tìm cách họ gây khó dễ rồi họ đập nhà đập cửa hay gì đó để cho mình sống không được buộc mình phải đi đấy còn xuống đánh cá thì sau này hãy xuống là người ta bắt còn chị rằng người ta không cho mình đánh dạ đúng người ta dựa vào quy định sai luật hay cái gì đấy người ta không cho mình đánh người ta cho mình dân có ở trong lưới à. Được có 300 lưới rồi à. Còn câu thì được có trăm mấy lử. Trăm lử à, à. 200 lử à. À. Rồi cá thì không có anh mặn xuống nước hả đấy, cái đấy. Mà chị đi. Mà mình qua đấy như vậy là lâu lâu lại có đoàn của Việt Nam mình lâu lâu mới qua cấp chứ còn người Campuchia thì họ không có trợ giúp cái gì dạ. Mà mình gia đình mình ở bên đấy lâu chưa thì sao mà lại mới dạ ở mấy chục năm chứ bộ chục năm rồi cha mẹ đời đời cha mẹ luôn tới đời con cháu luôn con đẻ cháu chảnh luôn à, nói vậy. Chung ra cha mẹ thì ở Việt Nam này à. Rồi là mặn sự sống Việt Nam không có nổi còn mấy năm chục chứ hàm không phải không nổi đâu mời cá anh ơi rồi, mời cá hồ đó là biển hồ cá dữ lắm à. Xuồng xuồng ghe ghe vậy đó dạ vậy bây giờ như chị giờ chị là gọi là mình là bố mẹ là gốc đúng là gốc người Việt Nam dạ đúng rồi nhưng mà mấy chục năm trước ấy là mời cá đến chăn với lại mê cá là dạ. bên Campuchia nó nhiều cá bắt đầu mình dạ. cá mình làm đó sau này nó khó khăn lên mình dạ sau này cũng là không phải như hồi xưa vâng. sau này là cá nó yếu cá vâng. nó không dạ. có được rồi vậy mấy chị là vậy như bố mẹ các chị về ở Việt Nam qua vậy thì người họ hàng ở Việt Nam ở miền Tây chắc còn đấy nhỉ
Dạ. Cũng có mà còn mà cũng như là nó lưu lạc đây, quá. Dạ, cha mẹ. Dạ, chết hết. Và đấy là như vậy quý vị ạ. Lưu lạc. Mà ngày xưa quý chị mà ở Campuchia là ở chỗ nào, cái xóm mình là chỗ nào? Ở Ba Tô. À, Ba Tô. Ba Tô. Ba Tô thì là Sim Rẹp. À, Sim Rẹp á. Dạ, Sim Rẹp Ba Tô. Có như cái hồ gì Tông Lê Sáp hay cái gì nhỉ? Hồ hồ. Cái gì tỉnh Bắc Đồng Bông. À, Bắc Tâm Bông, vâng, là có cái hồ đấy, coi như dạ. Cái, là cái hồ ngạch, Xem Điệp là sông cái khu Mê Công, sông Mê Công nước ngọt. À, vâng, đúng rồi, cái hồ lớn đấy, dạ. Cái gì ạ? À? Cả xóm mà đông lắm à? Đông. Dạ, đông, đông lắm. Mấy trăm người á, à, mấy trăm hộ á. Vậy sau này khi các chị về đây, các chị biết là người ta về hết một nửa chứ? Ủa, dạ, không nửa rồi chú. Vì không ai chảnh còn lại quen anh này. À, dạ, cũng có người quen điện lên điện xuống hoài nè. Lại quen. Chảnh giờ còn có hội là đúng là có 200 gia đình. À, coi như dạ. Phải đi hết 2/3 đấy. Dạ. Đi hết 2/3. Ồ, đấy, cái gì? Mà không phải gì ở xứ này không nghe anh. Vâng, vì chỗ khác chỗ khác nữa dạ. Rồi cứ quen ở đâu hay có người nói ở đâu được thì mình đến đấy. Dạ. Chứ cứ về. Thì cũng như một bụng mẹ 7-8 người về được 4 người à, còn có chảnh 4 người vậy đó. À, vâng, vậy mình đi bằng xuồng ấy, mình đi từ bên Campuchia mình đi lâu không? Mình đi cứ đi trên sông vậy. Đi trên sông hoài vậy đó. Đây nè, băng tu nè, đi chung với nhau nè. Đi 3 đêm 3 ngày. À mà mình biết đường luôn nè. Biết đường như không mình không biết đường đi theo sao. Đi theo mấy người người ta biết đường ta lên đi lên đi xuống đó. À, dạ. Đấy. Nói chung ra là mấy chỉ được về trước á, mấy chỉ về được 3 ngày thiệt. Còn chung ra dân em đây về. Về sao? Là 28 bữa mới về được tới đây. À 28 tháng là Tết á. Không có 28 tháng 3. À, ngày là ngày đây giờ tới 20 mấy ngày mới tới đây mới chỗ tới đây đi biết sao không bị gì cái đường người ta là quá cấm người ta không cho đi nữa gà ở tại đó luôn làm liều luôn rồi người ta cho gạo cho thóc ở đó ăn luôn dạ đó nhưng mà cái chỗ cấm là bên Việt Nam hay bên Campuchia chị? Việt Nam dạ là chị bên Việt Nam tới ganh Việt Nam mình luôn á anh ta không có cho qua ganh đúng rồi thì cũng cái đấy cũng không chắc được chính quyền tại vì cũng phải kiểm soát được ấy dạ dạ vậy là đi có 3 ngày là tới biên giới Việt Nam dạ. Nhưng mà để về tới đây là hết 28 ngày tổng cộng 28 ngày là bởi vì có nhiều chỗ chính quyền kiểm soát mà không có giấy tờ hôm nay kia họ không muốn cho dồ nhiều ấy quý vị tại quý vị biết là à tốt là chị anh em trên miên về là họ cũng làm giấy làm tờ xác nhận là tạm vắng tạm trú chứ không có phải là bỏ qua và có giấy tạm trú tạm vắng rồi nhưng mà chỉ tôi chưa có hộ khẩu chưa có chứng minh nhân dân dạ chưa có đâu có giấy tạm trú tạm vắng thôi vậy là sau khi về Việt Nam ấy quý vị là cũng mất 20 mấy ngày là bởi vì có nhiều chỗ họ cũng chặn họ không cho mình đi tiếp được không cho mình qua ganh chưa có đúng luật nhưng mà được cái là ở dưới sông đấy ở trên xuồng đó nhưng mà người ta cũng trợ cấp đồ ăn cho mình đầy đủ đúng không dạ cấp tốt lắm anh ơi người ta cũng làm phước vậy đó à. Trước giờ về được cái hồ này ta có chỗ nào đất liền không không có chỗ nào đất liền á cứ đi theo con sông mà về tới cái hồ này. Có nó có một con đường con sông đi hoài luôn đi hoài vậy à, đi hoài vậy dạ. Chắc họ về làm sao về tới sông Đồng Nai ấy. Tại Hồ Chí An chỉ có mỗi sông Đồng Nai anh biết bến phà Hồ Liêm không à. Cảo vỏ ngày đó đó cảo vỏ ngay chân bến phà Hồ Liêm đó à. Dạ xong này đi con sông về tới đây được dạ dạ à, cảo vỏ bên đó đó ăn 1.500.000 một cái vỏ cảo lên là qua đập qua bên đây là một cái vỏ là tăng 1.500.000 nước cho hai cô nè à, cảo cái vỏ dạ tức là nâng lên trên sông hồ đấy hả ta nâng lên trên xe ta chở qua bên cái hồ qua lên cái đường bên đây là người ta ăn 1.500.000 anh biết đường rồi quý vị ạ dạ. Vậy là biết đường những người Campuchia về ở đây là đi men theo sông Đồng Nai chắc là về Mê Công rồi Sài Gòn xong quay ghé sông Đồng Nai sông Đồng Nai thì tới thủy điện Trị An là chỗ sông bé với Hiếu Liêm anh có quay phim bến đỏ Hiếu Liêm ấy quý vị dạ bến đỏ Hiếu Liêm đó là muốn về đây thì phải lên hồ Trị An mà lên hồ Trị An là nó cao hơn cái sông đấy cái đỏ đấy dạ. Cho nên phải mướn xe đỏ nó chở hết 1.500.000 là nó chở lên hồ Trị An rồi từ cái hồ Trị An bắt đầu mình chạy về đây chạy về đây được hơn 2 tiếng nữa mới tới đây à vậy là Khánh hiểu đấy chuyện nào và chỗ Hiếu Liêm mình hay đi quay phim ấy à như vậy là biết con đường rồi thôi hôm nay cũng nhờ vậy mà biết các chị kể vậy bây giờ mình về Việt Nam ấy mình có thấy mình sướng hơn ở Campuchia tí nào không hay là cũng vẫn là đang vậy về tinh thần hay là về vật chất hay tinh thần thì mình thấy nó làm sao chị nói chung ở đây thì nó khỏe hơn ở biển hồ à, khỏe hơn tí dạ ở đây khỏe hơn gì ở đây làm có giờ có giấc à. Còn ở biển hồ là làm ngày ngày đêm đêm luôn à, và vậy. Cực khổ mới có ăn ăn vất vả lắm à dạ vất vả lắm rồi nhiều khi giông gió bằng đêm ngủ không được ở đây thì chỉ bằng đêm là mình bế cửa mình ngủ được tới sáng còn ở biển hồ là nhân gì là
bè ở dưới sông gì là muốn banh bè đó, yêu cầu gió gì là muốn banh bè. Biển hồ nó lớn quá quý vị ạ, không có yên, làm ngày làm đêm mà có ở cũng không yên, bởi vì nhà trên hồ mà hồ Khánh nghĩ là hồ Mê Công, cái đó hồ Tông Lê Sáp hay hồ gì ở quý vị nhà xin điệp đấy, nó lớn quá gió nó mặn hơn đấy. Về thứ nhất là về cái chỗ ăn ở là làm việc nhiều rồi ở không yên tâm phải không? Cái thứ hai là cũng có bị người ta kỳ thị lắm không, có sợ đi đâu có sợ người ta kỳ thị mình lắm không? Mày em nó đổ hết đấy, người ta nhốt nữa khổ mà. Đi mua ngay chứ vậy là về Việt Nam nhìn chung là yên ổn hơn, là bởi vì làm có giờ rồi nghỉ thì không có sợ bay nhà. Rồi về tinh thần thì có đỡ hơn không? Tinh thần về đây có được ví dụ như sống vậy này, đúng là về Việt Nam thì chắc được từ thiện nhiều hơn đấy nhỉ? Dạ, được từ thiện nhiều. Rồi dưới nữa mình làm có giờ có giấc. Mình làm bằng ngày cũng như là 4-5 giờ mình nghỉ tới sáng là mình đi ra làm nữa. Còn ở biển hồ này làm nè em. Gờ trời là 6 giờ sáng là nhảy xong làm tới là 8-9 giờ đêm mới có nghỉ. Dạ đó anh coi đi cực cỡ nào không. Đấy, mà mặn vậy mới có ăn, còn không mặn nó thì mình đói. Con bệnh không có tiền để uống chứ không phải như ở đây có cô cậu chú bác được giúp đỡ cho đồng. Ở đây nhờ Mạnh Thường Quân vô tiếp, cũng như đau ốm không có tiền thì Mạnh Quân cũng cho được một số tiền, còn ở trển thì mình tự mình lo đó. Rồi, thứ nhất là cái chỗ ở thì vẫn là phạm pháp thôi. Nhưng mà được cái nhà nước Việt Nam họ cũng tốt, họ không có đuổi phải không? Mình ở thôi cứ ở tạm vậy. Vâng. Rồi các cái cha xứ cũng không phải là, đây là mình đâu phải là người có đạo Công giáo đâu. Nhưng mà lâu lâu họ cha cũng cứ quần qua đến đây mấy ngày cho đến lần cha ngó để cha cho tiền xây làm cái nhà tạm bợ ấy quý vị ạ. Thì nhìn chung là về Việt Nam thì thấy cảm thấy sướng hơn. Mà như ngôi làng của chị ở bên Campuchia là có, chị không rành lắm đâu, nhưng mà có 500-700 hộ gì đi, nhưng mà cũng về đây tới 2/3 rồi quý vị ạ. Đấy là như vậy, nguyên nhân là về mình từ Campuchia mình về là như vậy đấy. Chị về đây được con cháu được đi học. Đấy, chưa nói là bây giờ đúng rồi, thôi mai kia chính phủ cho mình cái chứng minh nhân dân hộ khẩu ấy, mình đi học mình đi làm này, sáu con đời con mình chắc nó khác rồi. Chứ còn mình cứ ở Campuchia thì chắc tình hình nó kia và còn nó u ám hơn, có khi nếu mà xảy ra chiến tranh hay gì nó còn u ám hơn ấy cái gì ạ. Thôi thì đấy là Khánh hỏi các chị để biết vậy. Thì thôi, có nhiều người bảo thì cũng khổ, về đây thì đánh cá thì nhiều người đánh cá quá, thì hồ nó cũng hết cá này kia đấy. Đó anh coi đi, có được đi đánh đâu đó, đuổi đâu có được đâu, rồi nó đậu hàng chữ số gì đó, có bằng gì được đâu. Vâng, nói chung cũng khổ quý vị ạ. Nói chung người Việt Nam thì đùm bọc nhau vậy đấy, chứ còn cũng khó nói lắm, bởi vì không về bên đó cũng khổ, mà về đây thì thôi dầu sao cũng có cái tình cảm quê hương, rồi có sự đùm bọc và yêu thương của đồng bào với nhau thì nó cũng đỡ hơn đấy. Nhờ ở đây nhờ tổ ấp rồi có tài thiện vô với nửa phe đoàn vô thì tổ ấp báo lên thì ghi tên đấy. Cho một người một phần quà cũng cho xuống đây, cũng xuống bến này cũng cho hay. Dạ, nói ngày mai 8 giờ hay 9 giờ gì có phái đoàn vô người ta cho quà. Đấy, vậy thôi cũng được. Tôi hy vọng càng ngày càng yên ổn. Mai kia nước Việt Nam mình giàu lên, tí nữa là mấy chị lại có nhà xây hết ấy. Nhà giái được vậy được cho khỏe. Bây giờ ngoài những ngôi làng ngoài kia, không, những ngôi làng ngoài kia giờ đâu còn nhà gỗ nữa, là nhà xây hết rồi, không ai cũng có gì cha cho hay nhà nước cho. Ở ngoài vùng gia kiệm ấy. Bây giờ em không mong gì mà cho giàu, em mong là cho đủ ăn đủ xài, đừng thiếu nợ ai, là em cảm ơn rồi. Con đấy. Ai cũng phấn đấu để cho đời con thôi. Ví dụ mình giờ mình thôi mình cầu đủ sống mình nuôi cho con nó khỏe mạnh, nó học được ấy. Hay không hay đi học. Hôm nay vi thấy ở đây có xe và bán hàng này. Hôm bữa thấy suối tượng. Chị bán hết rồi Bán hết rồi. Thằng là chị vòng vòng trên cái ngôi làng trên kia ấy nhỉ? Chị. Xong chị hay có xuống dưới bên nước này không? Dạ có. Vậy hôm nay mới gặp chị xuống bên nước này. Hôm bữa qua suối tượng thì thấy nhiều lắm. Vậy mình bán ở đây đắt hàng không chị? Ế trên kia qua với xuống đúng không? Tăng tính hỏi chị coi dân này giàu không mà chị bảo dân này không có tiền. Dân đây toàn ăn cá gì nhỉ? Cá hàng đế không ấy, giàu lắm ấy. Đúng không? Đúng rồi. Lại đây giờ chị cái
ván đủ thứ luôn chứ. Mà tưởng tượng ăn no rồi nãy giờ rồi đó. À đấy. Vậy hả? Do tưởng tượng thôi hả? Dạ, tưởng tượng là no rồi. Chị ơi, anh đừng nghe bả nha. Ừ, thì hả? Anh thấy bà đẹp gái không? À. Đẹp gái có tiền đồ không nghèo đó mà. Gửi tiền đó hả? Ừ. Ở đây nhiều người đẹp gái này, có nhiều người đeo nhẫn vàng to này, có người có cả răng vàng luôn. Ở đâu chị ơi, không có ai đâu đẹp hơn em đâu. Mặc ai đâu có tiền bằng em à. Nhà của em là đủ màu luôn. Màu trắng nè, màu vàng nè. Màu xanh nè. Vậy à, nhiều màu lắm à? Dạ nhiều màu luôn, đây cái xu mà không thấy ơi. À. Bà có ý nhà sách của bà. Trái cây nào rẻ nhất chị? Ở đây hả? Cổ quýt này đặc. À thanh long là bao nhiêu chị? Thanh long thì mỗi ngày trước á em bán có 10 ngàn hoặc 8 ngàn, bữa nay chợ cứng á lên là người ta bỏ cho mình là tới 10 ngàn, mình phải bán ra 12 đến 15 ngàn. Ồ, vậy tính là chi phí đường nó dài anh. Vâng, nhưng mà tính ra bỏ mỗi đã 10 nghìn rồi. 10 nghìn mày có giá đấy. Dạ. Gái chim muối gì đấy, quả quýt à? Chanh. À, mua quả chanh à. À, mọi người ăn quýt không? Quýt xấu á. Quýt. À, quýt xấu à, còn quýt đẹp mà hết rồi à. Mọi người ăn quýt này này, quýt này bao nhiêu tiền Tăng? Dạ, quýt đó có 30 ngàn á. 30 ngàn ký à? À. Vậy vậy chị cân đi cho mỗi người 3 quả đi nhỉ. À thì cân ký 2 ký gì đấy, ăn chơi. Ê. 3 ký hết tiền rồi. Cho bà con ăn chơi. Ê, ăn chơi vậy mà. Ê. Mời bà con ở đây ăn chơi thôi, cho nên là mỗi người vài quả ăn chơi vậy. À, mời quý bác. Ừ, gì đây? À, cho nó luôn, tí nữa cho nó quả quýt luôn. Ăn trái cây cho nó có vitamin. Ủa, hết cái đầu này có 3 ký á? Là cái nào? Có vậy mà có 3 ký thôi á? Là có bao nhiêu tiền? À, 90 ngàn anh ạ. Có vậy thôi á? Dạ. À, em không có biết mà em nhìn cái chỗ này đây, kia rồi vậy thì bán luôn anh mua mão cho 100 nghìn này. Dạ rồi ok cảm ơn. À mua mão nha. Kia luôn đi. À. Rồi mình cho tới chứ. Có cái bác này vậy mà cho tới 100 nghìn. Mão nó rồi. À không mình để chỗ nào còn gọn cho ai lấy thì lấy. À đấy, cứ như lấy vừa vừa đừng lấy nhiều. Đừng lấy nhiều sợ người khác lại không có. Em có sợ lỗ không? À. Ừ. Không sợ em lỗ chỗ đấy 4-5 ký sao? À. À vậy đấy cô này vậy là cô chủ ở đây chắc là cô chủ nợ này chắc nhiều người cũng mua nợ nhỉ? Đúng rồi. Vâng nhưng mà chưa biết mặt. À đấy. À thôi mình cứ lấy ăn chơi đi mà. Có 3 ký kia, có 100 ngàn cho bà con ăn cho có vitamin. À. 8, 9, 10, 11 người thì bây giờ ba khó bà mới cho bà sọt cô này tính... cho luôn cái sọt à, cái sọt riêng là 200 nghìn đó. Đấy và thì bán cũng rẻ rẻ quý ạ và ngay từ đây mà chạy xe vào à vậy à chị và ngay từ đây ra ngoài khu trung tâm xa lắm nhìn chẳng vậy à em thấy vậy à như vậy là dân Gia Kiệm bảo là đây bán rẻ hơn ở chợ đấy nhá chợ Gia Kiệm đây là bốn cái này bán cho người cho họ nè, là 2 chục nữa nè, ai mua đi. Đấy. Đó, xong. Ừ. Mút này mút họ mới cắt cái tươi ngon lắm ta coi này. Ờ, mút ngon đấy. Còn bây giờ mình sổ cái này 10 ngàn luôn. À. Em chỉ là có anh này, anh cho em 100 ngàn, em mua 20. Thôi vậy anh mới cho anh 100 ngàn, vậy là sao? Không, có bố này đây. Rồi.
Không, mình cũng tò mò thật, mình để xe trên kia mình không biết ghe. Mà mình chạy được, quay đôi xe chạy được, cái đi xuống đây luôn. Ồ, về chị lấy xe luôn à? Em lấy xe mà. À, giỏi nha. Con ăn cơm về nhà có hay mua rau ăn không, gái? Con ăn cơm, con có hay mua rau về ăn cơm không? À, cũng hay mua cái gì? Cũng mua cô đây hoặc là ra ngoài kia mua à? À, mua cô đây á? À? Hôm nay có rau gì ăn chưa? Chưa à? À, không mua à? Hay là chắc không thích ăn hay là? Vậy à, với giờ có tiền không? Con có 100 không? Con có 50 à? À, có 50 à? Thế nên cháu này vừa nãy chắc đến sau có 50.000 đấy à chắc? À, con thích mua rau gì không? Thì mua đi chứ cho đấy. Đấy, thích mua thì mua đi, chú cho đấy. Đấy, mua đi. Chú chỉ là tiền. Đấy. Hình như là có quay phim với chị bán rẻ hơn hay sao các bác nhỉ? Các cô nhỉ? À. Đấy. 3 kg đấy là 30 nghìn hay bao nhiêu? À vậy à. Và này bán rẻ mấy là này bán đạn giết em à. À đấy. Mấy chị mới cho ra. À. Đấy, hết mức có 30.000 kìa. Cô mua bằng này rau là bao nhiêu tiền? 10.000. À, 10.000 rau cũng rẻ quá đấy. Và em có mua rau gì chưa? Chưa. À, mua tiền mua à? Bây giờ được bao nhiêu tiền rồi? Dạ. Bây giờ bên chú cho được bao nhiêu rồi? Có cho được nào chưa? Dạ, có cho có 50.000. À. Vậy chị ăn gì không? Mua đi chú cho. Đây. Mua đi. À, con mua đi. Mua đi chú cho đây. Cái này 15.000 này nè. À, cái này 18.000 tính 15 thôi. À. Cảm ơn nè. Đấy. Hành tỏi. Đây chị ơi, cân hành tỏi. Đấy. À. Mình có bạc của chị Nguyệt. Đó, lên 7, 21 tính 20 ngày nha, 7 lần 4 nè. À. Ừ. Mình bạc của chị Nguyệt. À, đây em đi cho cháu, trả tiền cho cháu luôn. Rồi. Đây. Cô bác nào khó khăn quá thì con biếu đây, mình mua con biếu. Mua mấy chục thì con biếu. À, khó khăn quá thì con mua thì con biếu cho. À. Ừ. Đây là à vậy này ạ. Hai bóc cả. À. Sáng nay trước mua cũng ăn được. À. Con gái kia học sinh con đi với ai đấy? À con đi làm rồi á. À. Con em à? À lớn nhỉ. Đấy chú bác coi coi mai mốt có lấy Việt kiều được không nè. Đang hy vọng các cô đây mai mốt có con lấy Việt kiều. À, rồi đây chị này 45.000 cho em cho cháu ăn nhá. Đây đây là mấy đứa cháu đây luôn, con em đây hết à? Có đâu chứ cháu. À vậy đấy gì cơ? Ừ dơ hết rồi, áo quần nó bảo áo quần chú dơ. Và đây dơ hết rồi, u ghê ha. À cái này là tại cái xe, cái xe này dơ. Đúng rồi. Cái này cái chục là mất. Tại chợ ra 17.000 cho mà em cái nồi chè ấp 2 được, ngay ngoài kia á chị. Ấp 2 là ở đâu ta? Ấp 2 là ngoài kia đi con đường đó cũng ra là đầu ấp 2. À. Nó đi rồi biết rồi, em biết bảo là nó đâu? Là thị trấn Bình An. À. Anh chạy xe đi là có gì bác chị. Vâng, nhưng mà một lúc nó mới đi về còn lâu lắm chị, tiếng 2 tiếng nữa được. Bà bao nhiêu? Bà bao nhiêu? Tổng bà đấy bao nhiêu? Vàng. Vàng cỡ một tiếng hơn đấy chị nhá. 15. À dạ vàng. Vàng. À, đây à, cô cho cô cái đấy ạ. À. Chúng cô cái đấy ạ. À. Em còn ít quà viên nhân để giúp bà con mua tí đậu ăn đi.
Cho cháu đây tí nho nữa em này, cháu mới mua trái cây rồi, cho cháu đi nho. Đây chị cho cháu ít nho nữa, cho cháu ít nho cho bé ăn. Cái gì cả? Quả hồng á? Quả hồng, không ăn nho, ăn quả hồng. À, hồng con, ăn nho không? Con là thôi. Căng cái này, chị con hai trái rồi. À, cho cháu hai trái thôi chị. Vì đây là cháu, bây giờ cháu nửa nửa cái nho này nữa đi chị này, cho cháu luôn. À, cho cháu nửa cái này thôi. Đấy. À, cho cháu nửa chị ạ. Vâng. Vâng. Đấy. Cái này 25 chứ cái này 10 ngàn nữa. À, là 35 nghìn. 35 ngàn là bao nhiêu chị? Là 206. À. Nhớ nha chị nhá, thì lỗ vốn. 206. Đây cho con ăn nha. Đây. 209. À 20 à 208. Rồi, xong chưa này? Rồi. À, còn bà cụ đây ạ. Cái này là 30 ngàn. Rồi. 320. À, bớt à? Ai cũng có phải không? Rồi, ơ, đâu, coi nào. Về ăn được 2 bữa. Vâng, cảm ơn chị. Vâng. À, cảm ơn cô. Vâng, vâng. Dạ. Dạ, và thôi mời bà con tí, nó dễ gì ạ? Ồ, mướp, sao hồ ăn, mướp. Ăn được mấy ngày à? Và... Rồi, bây giờ hết rồi. Hết rồi.